Xin chào các bạn quay trở lại với Gonsi. Hôm nay ba ba sẽ giới thiệu đến các bạn một cây đàn piano với rất nhiều chức năng. Đây là một cây đàn rất là tuyệt vời. Đầu tiên chúng ta cùng xem, đây là các phím. Đây là bàn phím gồm các phím đàn. Thấy chưa nào? Tiếp theo đây là nút nguồn bật tắt. Thấy chưa? Và tiếp theo đây là các nút chức năng. Khi chúng ta để ở vị trí số như thế này, 1, 2, 3, thì phím bấm sẽ phát ra nhạc đọc tiếng Anh như sau. Chúng ta cùng nghe lại nhé. Và khi chúng ta chuyển sang nút chức năng này, đây là nút đọc màu, chúng ta cùng xem nhé. À, chúng ta cùng nghe lại nhé. Và chúng ta chuyển sang đây, đây sẽ là lốt nút nhạc Do Mi Fa Sol La. Và chúng ta sẽ đánh được bài hát. Bây giờ chúng ta cùng nghe bạn Bonosi đánh bài hát Con Chim Non cho các bạn cùng nghe nhá. Bắt đầu. Wow, hay quá, chúng ta cùng hoan hô bạn Brucey nào. Thôi hôm nay chúng ta chơi đồ chơi đến đây thôi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng xem bạn Silence đánh đàn nha. Bắt đầu. Wow, hay chưa. Thôi đủ rồi, thế là xong rồi nhá. Không phải, nhưng đừng nắng nhiều rồi. Cô đánh tiếp đi.